Tôi là Nguyễn Viết Thắng, chuyên gia tư vấn đóng gói của Đóng Gói Tiết Kiệm. Hôm nay tôi xin giới thiệu với anh chị em shop bóng khí bọc hàng. Hôm nay là ngày 30 tháng 5, 2020. Shop bóng khí được phân phối tại Đóng Gói Tiết Kiệm, gồm có rất nhiều khổ, khổ 20cm, 30cm, 50cm, 1m2, 1m56. Đây là khổ 1m2 này. Đây là khổ 1m2 này. Đây là khổ 1m5 này. Anh chị em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Đóng Gói Tiết Kiệm 0839 57 57 57.